Chào anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của mình. Anh em ơi, ngày hôm nay tôi đang có mặt ở Thái Nguyên anh em ạ, đang đi tìm các nghệ nhân trẻ. Ui, vừa ra ăn cổng mắt đã gặp 3 nghệ nhân trẻ rồi. Đi ra bờ kênh thả diều không các cô à? Ra bờ kênh thả diều. Đi ra bờ kênh thả diều mấy chú. Anh em ạ, quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Vâng, và các bạn ơi, hiện tại thì vừa lúc lấy tôi có nghĩa là ngày hôm nay thì tôi đang sang bên khu này chơi. Bên Thái Nguyên, đang bên nhà ông anh tôi chơi bên này các bạn ạ. Thì bắt gặp các nghệ nhân trẻ đang thả diều ở đây. Thì tôi có hẹn với các cậu ấy ở đây rồi. Đấy, ở đây này, ui giời. Riêng cái khu vực này mà thả diều thì hết tẩy con bà Tám luôn. Quả 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 quả. Cái đường này á, cái đường này nó tay lái mà không chắc như kiểu đua MotoGP như tôi ấy, thì tôi nghĩ là xuống mương lâu rồi anh em ạ. Đây, ở đây tôi bắt gặp có tầm 2 nghệ nhân trẻ anh em ạ. Đấy. Đây, 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 đây. Đường đâm rất dài luôn. Kíp. Rồi, đã đến nơi rồi anh em ạ. Đây. Ôi, cái vụ gì đấy? Dạ. Ở đây cho thấy có biến, cho ra cho quay. Rồi, xin chào hai anh nghệ nhân trẻ. Vừa rồi anh đi qua đây anh thấy hai anh em có con diều đẹp quá, sáo đẹp quá. Anh review chút. Đây là một dàn ui giời. Một cái miệng nó đâu rồi? Rồi. Hả? Miệng đã xuống thế này rồi. Vừa lấy đi qua nó vẫn đầy đủ á. Thế vừa đi quay đi quay lại cái đã mất miệng rồi. Đây là ô cái miệng này miệng nhựa anh em ạ. Nhựa phải không? Vâng. À đây là miệng sáo nhựa anh em ạ. Miệng sáo nhựa. Cái dàn này em tự làm à? À, đặt miệng nhựa về xong bắt đầu là tự đút ống vào. Ôi rồi xong luôn. Chưa kịp review anh em ạ. Chưa kịp quay cho anh em đấy, nhưng mà đã đi cái ấy rồi, cái cọc sáo rồi. Nên bây giờ biết làm thế nào. Ngày hôm nay tôi đi tôi không mang cái cọc nào theo. Đấy. Nào anh em, bây giờ tôi chỉ còn biết là review cho anh em con diều này thôi. Con này chắc mới làm hay sao ấy. Hả? Đây là một con diều chắc nó tầm khoảng 1m8 à? 2m05. À, carbon khâu liền anh em ạ. Ở đây nó gọi chỗ nào Thái Nguyên anh nhỉ? Huyện nào anh? À, thành phố Thái Nguyên luôn. Tôi đang có mặt tại thành phố Thái Nguyên luôn anh em ạ. Một con diều chất chơi quá. Quả đuôi bằng cáp quả đuôi bằng cáp quang anh em nhá. Quả đuôi bằng cáp quang nối tre. Rất đẳng cấp luôn. Có nghĩa là tiết kiệm được ít nào hay ít đấy. Một con diều kinh tế không quá cao. Thế nhưng anh em ai cũng có thể chơi được. Thế nhưng cái này là cái gì đây em? Cái gì đây? Mình vào đây xem nào. Cái này là cái gì đây? Sâu gần sáo à. Bình thường người ta làm bằng tiêu anh em, kiểu uống tiêu hút rượu ấy. Nhưng đây hai cậu chơi luôn cái cục xốp này vào cơ. Đây tiêu như cái quả kia cơ. Đấy, tí nữa anh em sẽ được xem cái quả diều kia nó như thế nào. Và bây giờ tôi phải cho anh em xem quả này đã. Nó quá đẳng cấp luôn. Thế cái này bình thường cắm vào chỗ nào? Cắm vào chỗ nào? Dạ, ra đây mình giới thiệu cho các bạn xem nào. Ui, giới thiệu tên tuổi các kiểu chứ. Còn tên gì ngồi đây nhà tí nào. Em tên gì? Em tên Hoàng Sơn. Hoàng Sơn, đấy, nghệ nhân trẻ Hoàng Sơn. Năm nay học lớp mấy? Học lớp 9. Học lớp 9 anh em, kinh nghiệm chơi diều bao nhiêu năm rồi? 3 năm. 3 năm chơi diều anh em ạ. Đấy, cũng gọi là quá kinh nghiệm luôn. Để làm ra được một con diều nhá. À đâu, anh xem cái chân cọc sáo à. Ai giật chân cọc anh em nhá. Chân cọc tự vót. Đấy, cũng đục lỗ, rùi lỗ luôn. Nhưng cái lỗ này hơi nhỏ á. Phải khoan cho nó rộng ra, lỗ nhỏ mà cắm cây to như này vào nó chả toét thì sao. Đấy, thế là cái này cắm ở đâu em? đâu em cắm ở đấy thì thế nhưng còn cái đầu này cắm ở chỗ nào? Đầu này cắm ở đây à? Này nó ở cái chỗ này á. Ai dạy phát minh rồi tuyệt vời thế này, không cần ống tiêu anh em ạ. Khả năng là đoạn làm đến cái đoạn này là hết ống tiêu. Còn nhiều nó rách à? Thế là thiết kế ngay quả này vào đây. Bó xốp, quấn túi bóng, quấn vải, các kiểu các thứ luôn anh em ạ. Đã là carbon nhá. Nhưng mà cậu chơi rất chắc chắn anh em ạ. Không phải đùa đâu. Đã là carbon, carbon liền rồi nhưng mà lại còn nẹp thêm phát dưới này cơ. Quả này chơi báo ra ghi à. Quả này bao bão luôn anh em ạ. Đấy. Về cái phần đuôi này thì cái cáp quang này nó rất là yếu. Nhưng cậu ấy rất thông minh ở cái là nó cho nguyên cái mảnh tre vào đây. Đấy, nó nối hai đầu lại. Vẫn thành hình cái đuôi cá bình thường. Sau đó châm mương. Đấy, chơi mương mặt ngược luôn. Bóng cũng rất là căng nhưng không biết diều có lên hay không.
quá lên không em? Có thế sao sáo hết thế kia? Nó nặng đầu à? À, không, anh nghĩ không nặng đầu đâu, cái dàn sáo đấy nó quá là nhẹ. Nó quay phải không? Không, nó ngật. Hả? Ngật. À, ngật cắm đầu á? Mày kéo cong cái đuôi lên, cái đuôi nó không kéo cong lên nó chợt. Lấy cái dây kéo cong mà như kia kìa. Đấy là nó không bị. Dây nó xuống sông. À, thế đằng nào nó cũng xuống sông rồi anh em ạ. Đây một cái bộ sáo nhựa, nắp nhựa anh em nhá. Đấy, sáo giờ cũng rất là công nghệ luôn. Để tháo ra mày vẩy cho anh nghe phát rồi mà. Tài nhỉ, diều của bạn review này nó cứ cười từ lấy giờ. Này, quái. Thế bây giờ mất miệng cháo rồi anh em tính thế nào? Đấy. Về đặt cái mới đây anh ạ. Để anh em nhá. Chả mấy khi mà tôi được lên Thái Nguyên mà được review diều của các nghệ nhân trẻ như thế này anh em mà ngày hôm nay tôi bắt gặp con diều nó chất chơi người rơi quá. Quá đẳng cấp luôn. Mà sau đây tôi sẽ cho anh em nghe một vài đường cơ bản của quả sáo này nó kêu. Mới kinh nghiệm chơi diều 3 năm thôi, tự làm diều làm sáo luôn, chắc không cần âm. Không cần âm đúng không? Oang 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 tí được, vấn đề gì? Được. Ở đây thì có cái địa điểm mà thả diều nó rất là đẹp các bạn ạ. Đấy. Một cái đường chạy rất là dài hơn cho anh em tha hồ đâm. Bọn em chưa thả diều ở đây à? Bãi rất là đẹp luôn, cùng lắm để phi vào bờ kênh như mấy. Nào, anh em cùng cố gắng bật mắc loa đeo tay nghe nhá. Úi giời, chói ráy luôn, biết tai rồi. Nó bảy vừa vừa, nó líp em ạ. Bật bố miệng, mẹ cày thế. À, đây là gọi là một dàn hòa nhạc anh em nhá. Đây, một dàn hòa nhạc. Này, quá đỉnh cao luôn, D bao nhiêu? D27. D27, lẽ em ở tên Hoàng Sơn mà. À, thế còn cậu em này chơi diều được bao năm rồi? À, cũng 3 năm rồi, em tên gì? Em tên Khánh. À, đấy. Ở đây có một cậu nữa mới đến, chắc cũng chơi diều. Đấy. Chết rồi, bây giờ con này như thế này rồi thì biết làm thế nào. Tạm thời để con này tại đây nhá các bạn nhé. Tôi sẽ cho các bạn xem một con mẹ bồng con đặc sản của Thái Nguyên. Ôi rồi. Dạ vâng, và đây nó có 1, 2, 3 lỗ. 3 cái lỗ, 3 cái lỗ thoát gió. Con này tôi nghi là nó đánh bên kia, thế cho nên là nó lại đục lỗ bên này để cho gió đó. Không phải đâu anh. Gió thoát qua bên này. Hả? Hôm đó nó dụng vào cây, phải chặt cây xuống mới lấy được ấy. Anh giờ anh em mà bình thường như chỗ tôi là diều dụng vào cây ấy, là trèo lên mà lấy. Hay là kéo là cho nó rách ở đây, nó chặt cả cây để nó lấy diều. À, cao quá nó chặt cây luôn. Đấy nó mới gọi đam mê anh em ạ. Chứ kéo là khả năng là nó gãy. Thực sự luôn, 3 năm chơi diều quá đam mê, chặt cây lấy diều anh em. Thế này mà ví dụ mà nó đổ vào nhà cao quá, mày có đào móng nó lên không? Chơi như thế chứ. Quá chật trời luôn. Con diều mẹ bồng con. Đây là một con mẹ bồng con. Đã bị gọi là chấn thương rồi, nhưng không sao. Đấy, những cái lỗ này nó sẽ giúp cho cái con diều này, như các bạn, tôi nói nghiêm túc, các bạn cứ tưởng tôi đùa. Đấy, khi mà gió to quá nó sẽ thoát hết ra đây nhá. Đấy, nó sẽ thoát hết ra đây. Đấy. Mà nếu mà nó mà lệch, đục nốt bên kia ra, đúng không? Đấy, nó đục nốt bên đấy ra, thế là xong là gió nó thoát qua là nó cân luôn. Mà nó không bị gãy diều, đúng không? Đấy, căng quá mình tháo mẹ hẳn bóng luôn. Nó khung không, thả độc vẫy. Đấy, bây giờ tôi sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng một trong hai con diều này lên nhá. Bọn em có thể đi đâm cho anh xem con diều này. À, con này còn sáo nữa, mình chưa review các bạn ạ. À, đặc sản trên Thái Nguyên này hình như anh em chơi sáo loe thì phải. Đúng không? Đặc sản của Thái Nguyên là chơi sáo loe. Quả này thổi kêu ấy. Các bạn ấy thổi được quả này xong khả năng thiếu máu não ấy. Khả năng phải đâm. Đặc sản Thái Nguyên là sáo cổ chày nhá. Đấy, sáo loe. Đấy. Bây giờ anh em sẽ được xem cái con này lên đầu tiên đi. Con kia tôi đang muốn khắc phục con giản kia quá các bạn ạ. Bọn em đâm con nào trước cũng được, cho anh xem con lên mất. Chả mấy khi được lên trên này xem các cậu đâm diều. Đấy. Các nghệ nhân nhỉ. Nghệ nhân sao? Đó, rất công nghệ luôn. Này, bao ba đập. Cái này vẫn một cái rồi. Vâng. À, bây giờ anh em sẽ theo chân Sơn đi để đâm con diều này nha các bạn nha. Riêng một khi mà nó đã là nghệ nhân anh em ạ, là chơi diều không cần gió, mang ra chạy thôi, xong bắt đầu lại cầm về. Đấy, tôi gọi là cấp chơi diều.
đấy, không cần gió cứ chạy mệt xong bắt đầu nghỉ đi về, mai lại tiếp tục thế, đúng không em Sơn? Đấy, vâng ngay, chuẩn tuyệt vời luôn. Đây là lần thứ hai tôi lên trên này và đây là chiếc video thứ hai của tôi ở trên thành phố Thái Nguyên này anh em ạ. Đấy, ở đây có người đang bẫy chim này. Thời tiết ở đây quá là đẹp luôn. À, dài dây rồi, nó dài dây để đâm phát lên luôn đấy anh em ạ, vui á. Cái cảm giác của tôi mỗi khi mà đi ra ngoài mà được gặp các cậu ấy như thế này, thả diều trong cái khung cảnh như thế này, tôi cảm thấy nó rất là thích các bạn. Không hiểu tại sao nó thích thích kiểu gì. Tàn nhưng không phế nhá. Carbon, mẹ bồng con, cõng đơn, chắc là đơn D30 lòe 28 à? 28 lòe 60. Ôi giời, nó phải gọi là đỉnh. Nào anh em chuẩn bị mắc loa đeo tai nghe lại nhá, chạy tít nhá, chạy tít nào. Úi giời ơi kìa, anh em thấy chưa? Rồi mày chạy về tận Bắc Giang cho anh. Anh em thấy chưa? Nó nghiêng đúng cái bên thủng. Kéo tận tay nhá, kéo hỏng diều. Ôi đâm ngược gió à? Cái này anh thấy gió nó bây giờ nó kéo về đằng kia này. Hãy ngược gió rồi, tí đâm mà phải đâm xuôi gió. Giờ nếu có cái gì để cắm vào cái cọc kia nhỉ, để nghe cái âm đấy lên trời phát nhỉ. Mày kiếm cái que tre hay cái gì anh thiết kế cho. Dao nữa. Ui giời ơi anh em ơi, kìa. À, con này nó thích lượn một vòng tròn cơ anh em ạ. Đấy, lấy tôi đâm đầu này và bây giờ nó ra đầu kia. Chuẩn bị nó lại quay về đầu này rồi. Kéo được tận tay không, Khánh? Sau đây là màn kéo về tận tay của nghiện nhân Khánh với kinh nghiệm 3 năm chơi diều anh em nhá. Đấy, đẳng cấp luôn mẹ bồng con. Quả sáo này thì nó kêu tầm khoảng loanh quanh 5 km quay đầu nghe vẫn rõ anh em nhá. Đấy. Úi giời ngại phết đây, nguyên củ. Rồi. Nó lánh đúng cái bên thủng. À cố gắng cố gắng, à được được. Úi giời nó là quá là bình thường luôn. Bình thường em vẫn làm được cái điều này hả? Vâng ạ. À thế nó bình thường quá. Bây giờ cái việc của mày là mày đi kiếm cho anh cái que tre cái gì mày khắc phục ngay cái kia. À, mày không nhìn thấy cái miệng đấy đâu à? Mày đi kiếm ngay que tre về đây khắc phục nó. Anh đang kết giàn sáo quá, nhìn trông vip quá, vẫn còn cật xanh à? Ống nha, chưa hết cật xanh luôn. Ai à? Sơ quả sơ vào quả ống này nó như kiểu anh em cầm một cái lục giác ấy. Đấy, nó góc cạnh rất vip luôn. Đấy, cắm cái gì vào đây đi. Cắm cái gì? Làm nào cứu nó đi. Khắc phục nó đi để cắm nó vào chơi. Ui giời, cái chân cọc sáo là ai mua liên hệ tôi nhá. Tôi đưa sang tận nhà Sơn để Sơn thiết kế cho chân cọc sáo anh em nhá. Đấy, đẹp có một không hai. Tôi khẳng định luôn ở Việt Nam này không có ông nào có cái chân cọc sáo đẹp như thế này. Êm như thế này nhá các bạn nhá. Cao quay đảm bảo lên gió to nó nhún nhảy luôn. Đấy, xốp về nó đàn hồi nhá. Có khắc phục được không? Nhanh lên các bạn đang đợi. Đây là một con đuôi cá các bạn ạ. Đuôi to hơn diều. Đấy, quá đẳng cấp luôn. Đấy, anh em đợi một tí nhá, để đợi Sơn khắc phục đi, sau đó tôi sẽ cho anh em xem nốt con này lên trên trời và thẩm âm của nó anh em nhá. Đấy. Đây anh em ạ, sau một hồi sửa chữa thì tôi đã làm được cho các anh em một cái cọc sáo gọi là tạm thời nhá. Thế nhưng mà nó cũng khá là ổn định. Đấy, miệng này nó gọi là mu lồi anh em nhá. Mu lồi, mu cao. Mu tròn. Mu tròn à? Tại sao cái mu tròn hay cái mu lồi? Đấy, anh em chơi diều hay lắm các bạn. Nào, bây giờ anh em chuẩn bị nghe âm nó lên trên trời nhé. Con này lên này, chạy vừa thôi nhá, không là nó líp. Nó không như quả loe kia đâu. Ở đây tôi đếm sơ sơ được 1, 2, 3, 4, 5 cậu nghệ nhân trẻ anh em. Đây chắc là chưa ra hết đúng không? Ở đây chắc là chưa ra hết, chứ nếu mà ra hết ở đây chắc đông lắm đúng không? À lại cũng chơi chim nữa. Ui giời nhiều món lắm. Nào buộc dây nèo kiểu này. Tháo ra. Từ từ mắc rồi. Và một chiếc video thứ hai các bạn ạ.
Tôi mỗi một lần lên đến đây nó vẫn là đều là một cái cảm giác chung, mà cái cảm giác nó rất khó tả khi mà được thả diều ở đây. Trên tôi thì nó lại là bình thường rồi, à, dưới tôi nó là bình thường rồi. Sáu đơn giờ cõng diều này một quả không bao tiền? Một quả cho con này cõng nó tầm khoảng 250. Vâng. Vành thử nguyên, vành đẹp. Bảo hành âm đến tận lúc vỡ. Dạ vâng, nhà em thì có sẵn, hình như nó đang tầm khoảng chục quả như thế. Vâng. Nó sao lại đâm như thế này? À, à nó đâm nó phải biêng 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 đứng dưới này, đứng dưới này đâm à? À nó vướng cổ đây à? Căng căng dây đây. Nào anh em. Anh em chuẩn bị mắc loa đeo tai nghe lại nhá, để nghe cái dàn này nhá các bạn nhá. Nhớ là phải đeo tai nghe bật mắc vào nghe, nó kêu hi hi. Nào nhớ vừa đây nhá, để con nghe. Nào căng dây đây. Ui giời, đoạn này mà đâm này đúng là tuyệt vời luôn, hết ý luôn. Ui giời, cậu này cậu hợp tác phết anh em ạ, chạy vừa đủ kêu vừa hết tầm hết lực đấy, đúng hướng gió ở đấy, khả năng lên. Con này hơi nánh sang bên trái, chỉnh nhào sang bên đấy tí là ok. Cậu này cậu ấy chơi diều 3 năm anh em ạ. Và cậu lên được cái form sáo như thế này, phải nói là cũng rất là ý tưởng, có ý tưởng anh em ạ. Cũng thông số các kiểu các thứ thì nó mới ra được. Cái này em cắt bừa hay là ấy đấy? Cắt theo thông số hả? Ai cũng rất là giỏi, rất là nghệ anh em ạ. Ôi giời, một cái buổi đi chơi của tôi cảm thấy nó xứng đáng quá. Lên trên này gặp được các cậu như này rất vui tính và hòa đồng, rất tuổi thơ luôn. Cái này như chỗ tôi. Ôi, nhanh tay nhanh hơn tắm rồi. Ôi tôi nó tắm rồi anh em ạ, khéo lại đi mắt nữa rồi. Đang đi mắt nữa, tôi sẽ đưa anh em ra xem nhé. Xem có đi mắt nữa không ạ. Nó lôi diều sạch sạch từ dưới lên luôn, không thương xót. Ui, anh em thấy chưa? Ui giời. Đâu, có đi mắt nào nữa không? Đâu ạ? Đâu? Nó đi sẵn rồi. À, nó đi, lại cái nữa. À, sáo ở đây. Anh em, sáo ở đây không cần keo. Cắm vào là chơi không cần keo. Này, chú gửi đây. Nó cất cẩn thận nhá, mất bên này rồi đấy, mất bên này nữa anh em ạ. Ảo thật đấy. Sáo thiệt ảo thật đấy. Đâu rồi? Ai giời. Ôi giời. Được rồi anh em ạ. Thôi tôi cảm thấy mệt rồi đấy. Thôi bình thường lấy tôi còn ok, bây giờ tôi cảm thấy nó mệt rồi đấy. Khả năng là hẹn gặp lại các bạn trong những video sau thôi. Tôi đi về nghỉ thôi. Độc chạy không cũng thấy mệt rồi. Các cậu ở đây phải nói là cũng thuộc dạng khỏe đấy, chơi diều phải khỏe mới chơi được ấy. Đấy. Nếu anh em nào cảm thấy video mình hay, nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ kênh nhá. Còn ngày hôm nào mà anh em mà có dịp mà đi chơi cùng với tôi đưa lên đây giao lưu cùng với các cậu nghệ nhân trẻ. Có tự làm được diều không? Có. Con này là tự làm đây nhỉ? Vâng. Anh thấy là đỉnh cao ấy anh em ạ, đẳng cấp ấy. Anh em thấy chất chơi à? Tôi sẽ quay lại một lần nữa cho các bạn xem nhá. Thế là năm nay học lớp mấy nhỉ? 10, học lớp 9 ạ. À, học lớp 9 đúng không? Ấy giờ cũng là đỉnh cao ấy. Em đã từng bao giờ làm một con diều nào bán chưa? Đã từng làm con diều nào bán chưa? Hay chỉ làm để chơi? Cũng làm nhiều để bán rồi nhỉ? Chủ yếu là để thả. Nhưng mà được giá vẫn bán đúng không? Đúng rồi. Đấy, cũng kinh tế lắm. Đầu này cũng buộc rất chuyên nghiệp luôn. Nhưng mà nó hơi vẹo tí nhá. Đấy, nó vẹo thì mày ấn cho nó thẳng lên. Mày phải thẳng. Mày phải thẳng. Mày thích vẹo tôi lại ấn cho mày thẳng. Đấy. Ok. Bye bye tất cả anh em. Chào các cậu nhá. Bắt tay các cậu gái cho sướng. Nào cậu này. Đấy. Cậu này nữa. Rồi chào các em. Cảm ơn các em nhá. Đấy, có dịp anh em mình lại giao lưu. Bye bye.